Dạ, em kính chào quý cô chú anh chị, quý nhà đầu tư và các bạn đồng nghiệp đã quay lại với kênh Đỗ Thanh Nhà Đất Bình Phước bên em nha. Chắc hẳn là cả nhà cũng thấy cái giọng của em khó nghe đúng không? Cũng do là 2-3 ngày hôm nay là Thanh bị viêm giọng nè, nên là cũng chưa có thể quay video gửi cho cả nhà cùng tham khảo với em được. Mà hôm nay Thanh đến đây là ở ngay vị trí là ở ấp 1 của xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Chú Vũ là có nhờ em quay một căn nhà mà trên một thửa đất có hai căn nhà cực kỳ đẹp. Và như trước màn hình của quý cô chú anh chị mình theo dõi đây, với toàn bộ diện tích và hai căn nhà vườn đẹp như Thanh quay ở đây, chú mong muốn bán hết chỉ có 500 triệu thôi. Thì Thanh rất mong cả nhà sẽ chịu khó và lắng nghe Thanh giải thích cũng như là giới thiệu về căn nhà cho cả nhà cùng nắm bắt với em nha. Bây giờ thì cả nhà cùng xem qua những hình ảnh về căn nhà trước với em. Thanh sẽ giảm thiểu nói cho cả nhà dễ hiểu hơn ha, vì giọng của em là cũng hôm nay khó nghe đó, cả nhà chịu khó nghe cùng em nha. Đây là trước cái khuôn viên của căn nhà của mình. Thì cái căn nhà của mình ở đây là chú có lát gạch xi măng nè, cũng như là chú chơi cây kiểng ở đằng trước. Và xung quanh của mình thì đã có lưới kẽm rào B40. Cái hướng căn nhà của Thanh đang quay ở đây sẽ là hướng Tây Bắc. Còn mình di chuyển tới cái căn nhà mà phía sau của căn nhà này nè sẽ là hướng Đông Nam. Sổ của mình ở đây thì là thể hiện sổ hai mặt tiền đường nha cả nhà, đều là hai mặt tiền đường bê tông như Thanh đang quay ở đây. Từ đây của mình, nếu mình nhìn thẳng ra cái mặt tiền lộ nhựa liên xã sẽ chỉ có 40 mét thôi. Đường của mình ở đây là đường bê tông rộng 3 mét, xe ô tô di chuyển thoải mái, cáp điện wifi là đã kéo riêng biệt vào trong nhà của chú đây rồi. Đó, đây là từ vị trí đây của mình chạy ngang qua sẽ được 6 mét. Ở bên hông này của chú này là chú có làm một con đường để đi thẳng xuống cái nhà phía sau. Bây giờ thì Thanh sẽ di chuyển cái nhà phía trước để cho cả nhà mình cùng xem trước với em nha. Trong thời gian Thanh quay và giới thiệu, quý cô chú anh chị thấy phù hợp với một mảnh đất kèm nhà trên cái căn nhà của mình là có hai căn nhà luôn ha. Toàn bộ thông tin thì quý cô chú anh chị liên hệ trực tiếp với Thanh qua hai số, đó là 032 9393 717 hoặc 0362 176 779 để Thanh gửi thông tin, hình ảnh, sổ sách cho cả nhà mình cùng xem. Đây là sổ photo Thanh cầm ở trên tay ha. Bây giờ thì cả nhà cùng xem sổ với em nè. Di chuyển vào trong căn nhà thì nhà của chú là có lát gạch bông cũng như là cửa kiếng đầy đủ. Khuôn viên bên đây là chú có nuôi gà đầy đủ hết luôn. Đó. Ở trên đây là có lợp trần, lạp phong, gọn gàng, mát cho mình hết nha. Đây, căn nhà ở đây đó, chưa đẹp bằng căn nhà phía trên đâu nha cả nhà. Thì tiện ở đây thì Thanh quay trước, còn tí nữa lên căn nhà phía trên là đẹp hơn căn nhà này nhiều. Với hai căn nhà cũng như đất đai như thế này mà chú Vũ bán ấy chỉ có 500 triệu thôi. Thì khi cô chú anh chị mình lên sẽ được gặp cô chú nha. Ở đây là bếp núc này. Và đây là bây giờ là em đang đi dọc cái chữ L đi xuống này. Đó, đây là cái giếng khoan của mình nha. Là cáp điện wifi, giếng là đầy đủ cả nhà. Cả nhà cùng chịu khó lắng nghe với Thanh đi ha. Giọng của Thanh cũng đang cố gắng lắm luôn đó cả nhà. Tự nhiên em ngủ dậy là mất giọng rồi, cũng không hiểu sao mà mình mất giọng luôn. Đó. Ở đây thì cô chú là có làm những cái chuồng để cho mình nuôi gà. Nhà trên của mình rộng rãi mà đẹp lắm nha cả nhà mình ơi. Cái hướng căn nhà này của mình á thì là hướng Đông Bắc. Đó, cả nhà thấy không? Máy cày chạy qua là hai mặt tiền đường luôn. Và từ cái căn nhà của Thanh quay đây nè, cả nhà mình di chuyển ra đường ngay chợ Thiện Hưng chỉ có 2,4 km thôi. Còn từ thành phố mình di chuyển lên là 150 tới 160 km. Gần hơn là Bình Dương 100 tới 110 km thôi. Còn Đồng Xoài qua trên em thì từ 60 tới 70 km cả nhà. Đây, đây là cái phía trước hướng Đông Bắc của mình là chú có trồng trái cây sầu riêng này, xoài, mít. Đó, còn đây là căn nhà của mình. Chú Vũ ơi, nhà không mở được hả chú Vũ? Chìa khóa hả? Đó, chú bảo là chìa khóa, chú không biết chú để đâu rồi, chú không mở được cửa. Thì bây giờ là em sẽ quay ở ngoài cho cả nhà mình cùng xem với em ha. Căn nhà này của mình sẽ đẹp hơn rất nhiều nha cả nhà. Ranh giới của mình là từ đây nè, đó, chạy ngang qua cái bờ rào bên kia là 6 mét. Tổng hết là nhà trên, nhà dưới như Thanh vừa quay đó.
Cả nhà ơi, toàn bộ diện tích của mình ở đây là 450 m², là chiều ngang 6 m này, chiều dài chạy thẳng đây là 75, tổng hết diện tích là 450. Hai căn nhà, điện này, giếng nước, wifi, vườn cây ăn trái đây. Chú Hữu mong muốn bán chỉ có 500 triệu thôi, bao sổ sách pháp lý hết cho mình luôn. Thì mọi thông tin quý cô chú anh chị liên hệ trực tiếp với Thành nha. Còn từ thành phố Bình Dương, Bến Cát, cả nhà cũng nắm bắt được đầy đủ thông tin với em rồi ha. Bây giờ thì Thanh sẽ quay những video ngắn, vì là giọng của Thanh là cũng chưa có đảm bảo để cho cả nhà mình cùng nghe được. Còn mỗi thông tin thì cả nhà liên hệ trực tiếp cho Thanh qua hai số điện thoại Thanh ghi ở dưới màn hình. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã theo dõi rất nhiều luôn. Lúc nãy là Thanh đứng quay ở ngay cái nhà đó à cả nhà. Còn chạy dọc theo bên đây của mình này là có mai này, có mít này, tường rào, cũng như là có dừa bên hông đây luôn cả nhà. Đằng sau thì chú Vũ là có trồng chuối đó. Và đây là cái mặt tiền bê tông thứ hai của mình này. Thanh sẽ đi ra quay nha. Cái giọng của em kỳ quá cả nhà. Đó, cả nhà thấy không? Từ đây là mình nhìn thẳng lên ngay cái nhà đối diện của mình là mặt tiền lộ nhựa liên xã. Đó, còn từ đây của mình nè, chạy ngang qua bên kia là 6 m. Và đây là cái đường bê tông của mình, còn đi thông xuống các nhà hàng xóm kế bên. Đây, nhìn thẳng lên là cái căn nhà của mình đây nha quý cô chú anh chị mình. Dạ thì cả nhà cùng đang theo dõi và quan sát với Thanh một mảnh đất kèm nhà nằm tại ấp 1 của xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Chú mong muốn bán là 500 triệu nha cả nhà. Đó, thì như hình ảnh video Thanh quay ở đây hoàn toàn là thực tế. Quý cô chú anh chị khi lên tới kênh Đỗ Thanh nhà đất Bình Phước bên em sẽ được gặp chú Vũ cũng như kiểm tra lại thông tin. Và cái mảnh đất kèm nhà Thanh đang quay ở đây này là sổ của mình ở đây, là sẽ là khi ký mua bán sẽ có chủ ký cho mình đầy đủ. Đó, đây ha cả nhà mình. Bây giờ thì em sẽ đi ngược lên phía trên để cả nhà cùng nhìn được cái chữ L lúc nãy Thanh vừa di chuyển xuống nha. Dạ thì trong thời gian Thanh quay và giới thiệu đó, quý cô chú anh chị có thể ủng hộ cho Thanh bằng một nốt like, một nốt đăng ký để em được sự động lực, khích lệ từ quý cô chú anh chị, quý nhà đầu tư. Và cả nhà thấy trong kênh của Thanh đó, có rất nhiều nguồn đất. Thanh quay từ đất nền này, đất xào, đất kèm nhà. Mời quý cô chú anh chị tham khảo thêm nha. Ở giữa hai căn nhà của mình là có bồn nước, nhà tắm, nhà vệ sinh là đầy đủ. Đó. Dạ thì nãy giờ cả nhà cũng đang theo dõi những hình ảnh cũng như video toàn bộ của một thửa đất mà có hai căn nhà cấp 4 đẹp. Chủ nhà mong muốn bán với cái giá là 500 triệu ha. Đó. Đây là cái cửa đi vào cái nhà đằng trước của mình nha. Còn cái nhà đằng trước đây thì chú có làm cái cửa để xe ô tô lớn nhỏ di chuyển thoải mái được hết luôn. Đây là từ cái tay của Thanh chỉ chạy ngang qua là được 6 m. Dạ thì nãy giờ em cũng quay và di chuyển hết toàn bộ diện tích của thửa đất và hai căn nhà. Đến đây thì em xin phép tạm dừng video. Hẹn gặp quý cô chú anh chị, quý nhà đầu tư vào những video tiếp theo của Thanh nha.